Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các công cụ bắt điểm trong phần mềm AutoCAD 2015. Như các bạn biết rằng, trong các phần mềm về dựng hình, bắt điểm là một trong những cái tính năng quan trọng giúp các bạn dựng hình chính xác hơn. Để thiết lập về bắt điểm, chúng ta sẽ sử dụng các thanh công cụ Status Bar. Các bạn sẽ sử dụng cái biểu tượng hình tam giác này để vào mục Snap Setting. Hoặc các bạn có thể vào Customization, chọn các chế độ Snap Setting ở đây. Đấy. Sau đấy mình sẽ vào đây, chẳng hạn mình vào Snap Setting. Chúng ta sẽ có cái hộp thoại điều khiển cái việc bắt điểm trong phần mềm của chúng ta. Đầu tiên là Snap and Grid. Chúng ta có Snap On và Grid On. Snap On là gì? Ở đây là chúng ta sẽ điều khiển cái các thông số về bắt điểm giữa hai điểm trong AutoCAD. Nghĩa là AutoCAD khi chúng ta thiết lập cái này, thông số này thì giữa hai điểm có khoảng cách bao nhiêu thì nó sẽ được bắt điểm. Ví dụ ở đây, mục Snap Spacing mình cho Snap theo trục X, mình cho nó về 1. Thôi mình sẽ cho nó về 3,5 chẳng hạn, một số lẻ để các bạn có thể dễ nhận diện. Ở đây, mình cho nó 3,5. Mục Equal này, nếu các bạn tích vào thì nó sẽ luôn luôn cho cái thông số X bằng thông số Y. Mình được kích OK. Các bạn thấy rằng hiện tại thì Snap Mode đang off, mình sẽ ấn F9 hoặc kích chuột vào đây để bật nó lên. Đấy, hiện tại nó đã được bật lên on. Và mình sẽ sử dụng lệnh line để kiểm tra. Các bạn thấy rằng khi mình vào kích một điểm để bắt đầu vẽ, mình kéo ra. Đấy, mình kéo ra. Thì các bạn thấy rằng ở những cái điểm có cái ước số là 3,5 thì nó sẽ bắt điểm cho chúng ta. Đấy, các bạn thấy. Đấy. Đấy. Đấy là chế độ grid mode. Đấy, mình sẽ thường thì mình sẽ cho nó về 1 hoặc là 0,5. Đấy, ví dụ ở đây 1. Tiếp theo, grid on tức là cái hệ thống lưới này. Các bạn thấy rằng hệ thống lưới của chúng ta là nó hiển thị, và các bạn hoàn toàn có thể là thiết lập cho nó các ô lưới có kích thước bao nhiêu bằng thông số grid spacing. Ví dụ ở đây mình không cho nó lên bằng 1 để bằng cái chế độ snap spacing ở snap on này cho nó dễ bắt điểm chung. Đây mình sẽ cho nó 1. Đấy. Tiếp theo measure line tức là cứ bao nhiêu điểm, bao nhiêu ô trống, ô vuông ấy thì nó sẽ có một đường nét đậm như này. Hiện tại nó đang là 5, các bạn thấy 1 2 3 4 5. Các bạn có thể cho nó lên là 10 chẳng hạn. Đấy. Mình kích vào OK chẳng hạn. Các bạn thấy rằng hiện tại chúng ta đã tạo ra được một cái hệ thống lưới với mỗi cái ô lưới này cách nhau là 1. Và khi đó các bạn kết hợp với chế độ Snap Mode này, F9 này, chúng ta sẽ bắt điểm vào từng cái ô lưới này để vẽ. Đấy, các bạn có thể thấy như thế này ạ. Đấy. Do vậy mình lưu ý rằng thường thì chúng ta sẽ thiết lập cho cái thông số grid spacing bằng cái thông số snap spacing này. Đấy. Ngoài ra các bạn thấy rằng chúng ta có cái mục grid style, tức là cái kiểu lưới nó sẽ như thế nào. Và ở đây chúng ta sẽ có là display data grid in, nghĩa là chúng ta sẽ hiển thị dạng lưới dưới dạng các cái chấm. Đấy. Thì dự ví dụ đây nó sẽ hiển thị ở đâu? Ở 2D model space chính là cái giao diện này. Hoặc là block editor chính là nơi chúng ta chỉnh sửa block. Cái này thì chúng ta sẽ học trong bài block. Hoặc là set layout chính là ở đây. Đấy. Giả sử mình sẽ kích vào set layout và 2D model space, mình kêu OK. Đấy, các bạn thấy rằng ngay lập tức hệ thống lưới nó đã được biến thành hệ thống chấm. Mình thử vào layout. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây chúng ta đã thiết lập được hệ thống grid. Đấy. Mình sẽ kích bảo chọn đi. Đấy. Thì đấy là những cái hướng dẫn cơ bản để các bạn có thể tùy chỉnh các chế độ Snap On và Grid On trong phần mềm AutoCAD. Trong buổi học sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các chế độ về Polar Tracking, Object Snap. Đấy, để các bạn có thể tiến hành các cái thiết lập hơn về cái chế độ bắt điểm trong AutoCAD. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.